my dear friend, FT Japan. Actually, FT Japan is my love, and at the same time, my proud. FT Japan actually did amazing growth, and FT Japan growth every years. Actually, at that moment, I would like to wish you the next jump. We became the world-class company. Please, everybody think you should be world-class employees. What do? We do digital formations. The whole world needs you to release the pain of the enterprise and leverage data for growth opportunity. They need you. We go to vertical industries. That requires you not only technology knowledge, but also the domain expertise. Please look at what you can do for industries. And lastly, I think that's the time every FT person can light. You are source of light of spirit, to be owners of your business. And you will challenge yourself what you can do making your life more meaningful. Tôi muốn giới thiệu các bạn bạn Lê Đại, nhân viên thứ 1300 của FT Japan. Tôi tin tưởng, có một lòng tin sâu sắc rằng chỉ trong thời gian rất ngắn sắp tới, FT Japan sẽ vượt qua những con mốc về con số, ví dụ như 2.000 người, ví dụ như là 500 triệu đô la Mỹ trong thời gian sắp tới. Còn hơn cả con số đấy thì tôi mong muốn một điều còn lớn hơn, đấy là làm sao FT Japan sẽ vượt lên trở thành trong nhóm dẫn đầu những công ty IT service hàng đầu Nhật Bản, tương tự như các công ty Nhật Bản mà chúng ta có thể kể tên để sánh ngang hàng với những công ty lớn trên thế giới đang làm service IT service tại Nhật Bản. Thì nó cần có hai điều. Điều thứ nhất, chúng ta phải có một quy mô lớn nhất định, đó là hàng ngàn người, hàng trăm triệu đô la Mỹ doanh thu. Và điều rất là quan trọng thứ hai nữa là năng suất lao động của chúng ta phải tương đương với các công ty lớn tại Nhật Bản. Rất ít công ty có thể vượt ngưỡng 1.000 người, và chúng ta đã vượt qua cái ngưỡng này. Chúng tôi tin tưởng rằng quy mô hàng vạn người, hàng trăm nghìn người là cái mà chúng ta sẽ đạt được tiếp theo. Thu nhập bình quân, nói đây chính là năng suất, chúng ta vẫn ở mức trung bình, sẽ phải tăng 2 lần, 5 lần, thậm chí 10 lần. Và đấy chính là thách thức tiếp theo của chúng ta. Chúc mừng sinh nhật FPT Japan. Chúc mừng sinh nhật FPT. Happy birthday. Happy birthday FPT Japan. Well, happy birthday FPT Japan. 13 tuổi. Sức sống tràn trề. Mạnh mẽ, tiến lên.